Phong Thủy Thông Viên gửi lời chào đến tất cả các cô, chú, anh chị và các bạn. Như chúng ta biết được rằng là ứng dụng phong thủy trong lĩnh vực liên quan đến tâm linh thờ tự là một trong những cái mối quan tâm hàng đầu của tất cả chúng ta. Trong cái việc đối với yếu tố về thờ tự tâm linh, đối với ban thờ thần linh gia tiên hay ban thờ thần tài thì liệu có ứng dụng phong thủy trong việc đó hay không? Phong Thủy Nguyên xin trả lời đến với các cô, chú, anh chị, việc này hoàn toàn có sử dụng phong thủy và điều này vô cùng quan trọng là đằng khác. Chúng ta biết được rằng là cái yếu tố về cái sự phù trợ của âm phần đến với dương cơ, tức là sự phù trợ của ông bà tiền tổ đã khuất đối với con cháu ở trên dương cơ, ở trên dương trạch, là một trong những cái yếu tố là có thật thông qua cái việc đó là sự tương hợp giữa nhịp sinh học của gen sinh học. Bởi vậy cho nên rằng là trong cái yếu tố chúng ta thờ tự tâm linh, con cháu phụng sự đối với việc thờ tự này, nó vừa thể hiện cái việc đó là nhớ về nguồn cội, nhớ về tổ tiên, thần linh, ông bà, gia tiên, tiền tổ của mình với đức tin như vậy để giúp cho con cháu ở trên sống trên trần có cái sự khiêm nhường, sống một cách tử tế đối với cộng đồng, xã hội, cũng như là luôn giữ một cái sự thân tịnh trong cái mỗi con người. Bởi vậy cho nên trong cái việc đó chúng ta sử dụng lĩnh vực liên quan đến ứng dụng phong thủy trong việc đối với thờ tự tâm linh là một trong những cái yếu tố cần thiết. Bởi vì rằng là đã nhắc đến yếu tố phong thủy, chúng ta phải nhắc đến yếu tố về tụ khí. Do đó rằng là nếu như sử dụng các cái vật phẩm và pháp khí phong thủy trong việc thờ tự mà không tạo ra năng lượng, cũng như là không có yếu tố về dẫn truyền ý niệm, cũng như là không mang lại yếu tố tụ được khí, thì đó không phải là ứng dụng phong thủy. Bởi vậy cho nên rằng là trong cái việc chúng ta thờ tự bát nhang, hay là đối với bát nhang thần linh gia tiên, hay đối với kể cả ban thờ thần tài, hay là các tượng của ông địa, thần tài, thổ địa, thì cái việc làm thế nào để tụ được khí thì nó nằm trong cái yếu tố đó chúng ta sử dụng loại cốt thất bảo phía bên trong. Và ngay trước mặt các cô chú chị đây, Phong Thủy Thông Viên xin giới thiệu các cô chú chị hai bộ cốt thất bảo để ứng dụng trong cái việc đó là chúng ta nạp cốt cho mỗi một loại khác nhau. Chúng ta có được bộ cốt thất bảo loại hộp lớn và chúng ta có loại cốt thất bảo loại hộp nhỏ. Thì trước đây Phong Thủy Thông Viên vẫn sử dụng loại cốt thất bảo loại hộp nhỏ này cho tất cả các loại nạp cho bát nhang của thần linh gia tiên, bà cô mãnh, hay kể cả ban thần tài, hay kể cả tượng, có loại tượng. Tuy nhiên ngày hôm nay thì để làm sao trong việc hài hòa giữa cái kinh phí của các cô chú chúng ta bỏ ra trong việc sử dụng các vật phẩm phong thủy, cũng như làm thế nào để tăng cái hàm lượng nó trở nên là tốt nhất, thì Phong Thủy Thông Viên có đưa ra hai cái loại cốt khác nhau một chút để chúng ta sử dụng cho hai cái mục đích khác nhau. Với cái bộ cốt thất bảo hộp lớn này, chúng ta sẽ sử dụng trong cái việc chúng ta nạp cốt cho bát nhang thờ thần linh thổ địa, rồi là ban thờ gia tiên, hay kể cả ban thần tài, tức chúng ta sẽ sử dụng chính cho việc bát nhang. Còn đối với loại cốt thất bảo hộp nhỏ này, chúng ta sẽ sử dụng chính cho việc nạp cho các loại tượng, như là tượng thần tài thổ địa, tượng Phật Di Lặc, tượng Phật Quan Thế Âm Bồ Tát, rồi các loại tượng linh vật, chúng ta đều sử dụng loại cốt thất bảo nhỏ này. Chúng ta ngày hôm nay thì Đức Trung sẽ cùng mở hộp để chúng ta xem phía bên trong hai loại cốt này có cái điều gì khác biệt nha. Về cơ bản rằng là như các bộ cốt thất bảo mà các cô chú chị trước đây chúng ta vẫn nhận được thì phía thành phần bên trong vẫn rất đầy đủ, bao gồm các thành phần như sau. Có 3 cái yếu tố quan trọng trong cái hộp cốt thất bảo mà chúng ta mở ra. Đức Trung sẽ mở cái hộp cốt thất bảo loại to trước nha. Và trước mặt các cô chú chị ở đây đó là hộp cốt thất bảo loại hộp lớn. Phong Thủy Nguyên đã thiết kế cũng như đóng gói với hộp cốt thất bảo với hộp vuông như thế này, tức là nó sẽ to tương ứng với hộp gạo vần thần tài. Và chúng ta sẽ cùng mở bên trong xem trong cái hộp cốt thất bảo loại lớn này để nạp cho bát nhang thì sẽ bao gồm các thành phần gì. Vẫn quan trọng đầu tiên đó chính là gói cốt thất bảo. Cái tiếp theo đó là tờ giấy hướng dẫn bao gồm là giới thiệu các thành phần bên trong cốt thất bảo, có những thành phần gì, cũng như là cách hướng dẫn sử dụng trong cái việc đó là nạp cốt cho các cái loại bát nhang hay là thần tượng như nào thì đều được thể hiện cái việc ý nghĩa của việc nạp cốt ở trong phần mặt sau. Rồi, và tiếp theo nữa đó chính là cái tờ giấy dư hiệu. Với tờ giấy dư hiệu để chúng ta viết dư hiệu chân linh đối với mỗi loại bát nhang, thì mỗi loại bát nhang khác nhau thì chúng ta đều có cái hướng dẫn viết dư hiệu khác nhau, thì chút nữa Đức Trung sẽ hướng dẫn các cô chú chị thêm. Chúng ta sẽ quay lại với bộ cốt thất bảo trong cái hộp lớn. Trong bộ cốt thất bảo đối với nạp tượng cho nạp khí cho bát nhang thần tài, thần linh thổ địa, hay là đối với ban thờ thần gia tiên, bà cô mãnh, thì đều sử dụng cái bộ cốt thất bảo này. Phía bên trong Đức Trung sẽ cùng đổ ra để chúng ta cùng nhìn thấy, vẫn bao gồm các thành phần vô cùng quan trọng mà chúng ta vẫn biết trong cái bộ cốt thất bảo, đó là 7 cái món bảo vật trong dân gian để quy tụ cái linh khí đất trời, đúng không ạ? Đó, thứ nhất là lá vàng, đúng không ạ? Cái thứ hai đó là lá bạc, đúng không ạ? Cái thứ ba đó chính là san hô đỏ, mã não, đúng không ạ?
hổ phách, đúng không ạ? Đấy, rồi là ngọc trai, tiếp theo đó chính là ngọc phỉ thúy, đúng không ạ? Và thành phần vô cùng quan trọng còn lại đó chính là gạo phần thần tài. Đây là 7 cái món bảo vật trong dân gian để quy tụ cái yếu tố linh khí của đất trời hội tụ trong cái quá trình vũ trụ được khai sinh cũng như là kiến tạo lên cái vỏ trái đất, thì tất cả các cái khoáng vật tự nhiên cũng như những cái loại pháp bảo đều được kiến tạo hình thành từ đó và tích tụ bởi những cái năng lượng từ ngàn xưa. Bởi vậy cho nên rằng là mang những cái yếu tố về năng lượng của vũ trụ hay còn gọi là năng lượng của đất trời, thì chúng ta sử dụng các loại cốt tất bảo này trong cái việc chúng ta nạp khí cho bát nhang của gia tiên thần linh bà cô mãnh, hay bát nhang thần tài, hay bát nhang thờ Phật, đều là cái việc vô cùng quan trọng mà chúng ta cần phải ứng dụng. Thì đối với việc sử dụng cốt tất bảo là một trong những cái kiến thức mà các cô chú chị chúng ta đã biết, và ngày hôm nay Đức Trung sẽ nói lại thôi để chúng ta có cái sự nắm bắt lại sao cho nó chi tiết nhất. Thì tất cả các thành phần đó đều được đóng gói trong một chiếc túi nhỏ như thế này, và khi chúng ta sử dụng trong việc bốc bát nhang thì chúng ta đều để nguyên cả gói này, chúng ta sẽ đặt ở dưới đáy của cái bát nhang trong quá trình chúng ta bốc bát hương ha. Đó. Và với việc chúng ta bốc bát nhang thì không thể thiếu cái thành phần quan trọng, đó chính là sử dụng cái tờ di hiệu. Với tờ di hiệu này chúng ta viết di hiệu chân linh đối với tất cả các bát nhang khác nhau, thờ thần linh, thờ thần tài, thờ gia tiên hoặc thờ bà cô mãnh, thì chúng ta đều sử dụng tờ di hiệu này, nhưng khác nhau ở cái nội dung bên trong. Thì nội dung thì Đức Trung sẽ hướng dẫn trên cái màn hình mà thể hiện. Chúng ta thấy rằng là với mỗi một bát nhang khác nhau thì cách viết tờ di hiệu cũng sẽ khác nhau. Như là bát nhang thờ thần linh thì chúng ta sẽ viết rằng là thành hoàng bản thổ thần linh thổ địa tôn thần, đúng không ạ? Rồi bát nhang của thờ gia tiên chúng ta sẽ viết rằng là hội đồng gia tiên họ, họ của chúng ta sẽ họ của bên nhà chồng ạ, thì chúng ta cũng sẽ viết vào. Rồi là đối với bà cô mãnh chúng ta sẽ viết là hội đồng bà cô mãnh họ, họ nào chúng ta sẽ tiến hành điền vào. Hay đối với bát nhang của thờ thần tài chúng ta sẽ viết rằng là ngũ phương ngũ thổ long thần tiền hậu địa chủ tài thần, đúng không ạ? Chúng ta sẽ viết vào cái tờ di hiệu này. Cách viết như nào thì trên màn hình hiển thị chúng ta có thể nhìn thấy cái tờ di hiệu đó, chúng ta tiến hành sử dụng theo ha. Ngoài ra một việc đó là đối với cái yếu tố sử dụng loại cốt tất bảo thì chúng ta không thể thiếu rằng các cái bước quan trọng trong quá trình chúng ta thực hiện, như là xông khí, tẩy trừ tà khí, cũng như là sử dụng các cái bột ngũ vị hương hay là cho nếp trong việc chúng ta bốc bát nhang. Thì cái này chúng ta có thể xem lại những cái video chi tiết mà thầy Tam Nguyên cũng như Đức Trung đã có cái sự hướng dẫn cụ thể trong những video trước đó. Rồi, và bây giờ chúng ta sẽ quay sang với cái bộ cốt tất bảo hộp nhỏ ha, để xem là có cái điều gì khác biệt. Đối với cốt tất bảo loại hộp nhỏ này thì mức giá cũng sẽ trở nên phải chăng hơn để chúng ta có thể là ứng dụng trong cái việc chúng ta thỉnh những vật phẩm phong thủy để tiết kiệm những cái chi phí. Với cốt tất bảo loại hộp lớn thì mức giá sẽ là 480.000, và với cốt tất bảo loại hộp nhỏ này mức giá sẽ là 250.000. Các cô chú chị cũng sẽ thấy rằng là thành phần ở bên trong hộp cốt tất bảo loại nhỏ thì cũng tương tự như là cốt tất bảo hộp loại lớn. Tuy nhiên rằng là có khác một chút là liên quan đến cái hàm lượng cũng như các kích thước các cái vật phẩm phía bên trong, nó to nhỏ khác nhau mà thôi. Thành phần chính ở trong cái cốt tất bảo loại hộp nhỏ này thì cũng sẽ bao gồm các thành phần tương tự như là hộp lớn, cũng sẽ bao gồm có lá vàng, đúng không ạ, lá bạc, rồi là san hô đỏ, rồi là mã não, đúng không ạ, rồi là hổ phách, ngọc trai, rồi là ngọc phỉ thúy, đúng không ạ, và gạo vàng thần tài. Thì các cô chú chị sẽ thấy rằng là các cái kích thước nó sẽ nhỏ hơn đối với cái bộ cốt tất bảo nạp cho bát nhang, do đó rằng là cái mức phí nó cũng trở nên rằng là ưu đãi hơn. Do đó rằng là chúng ta sẽ dùng cái bộ cốt tất bảo loại hộp nhỏ này được đóng riêng như này để chúng ta thực hiện cho cái việc chúng ta nạp cho linh vật, cho tượng Phật, tượng thần tài, thổ địa, đúng không ạ, để tiết kiệm cái chi phí nó tốt hơn. Trong đây cũng sẽ bao gồm có những cái thành phần quan trọng, đó là chính là giấy hướng dẫn sử dụng và cũng như là hướng dẫn các thành phần phía bên trong cốt tất bảo, tương tự như là cốt tất bảo loại hộp lớn, đúng không ạ, cũng sẽ được thể hiện trong cái gói cốt tất bảo này, thể hiện rõ các cái thành phần bên trong cốt tất bảo bao gồm các cái pháp bảo như thế nào, có tính chất ngũ hành ra làm sao, và phần hướng dẫn cái việc đó là các cái nghi thức thực hiện, đúng không ạ. Và đặc biệt là trong cái hộp cốt tất bảo loại hộp nhỏ này chúng ta sẽ có một cái loại phù để nạp riêng cho các loại tượng, đó chính là gọi là bách giải tiêu tai nạp phúc phù. Tức là bách giải tiêu tai nạp phúc phù tức nghĩa là hóa giải tất cả những cái loại điều không may mắn và nạp cái yếu tố phúc đức đối với cho gia chủ, thì chúng ta sẽ sử dụng loại phù riêng. Đây là loại phù có thể hiện đồ hình của nhị thập bát tú tinh quân cũng như là chú của đạo gia,
gọi là bách giải tiêu tai nạp phúc phù, thì sẽ sử dụng loại phù dương này để nạp cho các loại tượng như là tượng Phật, tượng thần tài thổ địa, các loại tượng Phật Di Lặc hay là các loại tượng linh vật như Long Quy, Thiềm Thừ, Tỳ Hưu thì đều sử dụng loại cốt tế bào này để tiến hành sử dụng. Do đó rằng là về cơ bản thành phần thì sẽ không có khác gì đối với cái bộ cốt tế bào kia đâu, nhưng các hàm lượng bên trong sẽ nhỏ hơn một chút và mức phí cũng sẽ thấp hơn một chút để các cô chú chị sử dụng sao cho phù hợp đối với tùy cái mục đích sử dụng của gia đình mình. Và trên đây là cái video mà Đức Trung hướng dẫn và cũng như là đưa ra chi tiết hơn các thành phần bên trong hai bộ cốt tế bào hộp to và hộp lớn dành cho hai cái mục đích sử dụng khác nhau, đúng không ạ? Hộp to chúng ta sẽ sử dụng để bốc bát hương cho các loại bát hương thần linh, gia tiên, bà cô mãnh ở ban thờ thần tài hay bát hương thờ Phật, và hộp nhỏ chúng ta sẽ sử dụng để nạp cốt cho các loại tượng, đúng không ạ? Và với mỗi mục đích khác nhau chúng ta sẽ sử dụng loại cốt sao cho phù hợp với mức chi phí cũng như là mang lại hiệu quả cao nhất. Và để mà chi tiết cũng như hiểu sâu hơn về sản phẩm cũng như là để được tư vấn kỹ hơn về cách sử dụng thì các cô chú chị có thể gọi điện lên số 1900 292 bấm nhanh số 1 hoặc là bình luận xuống dưới phần bình luận để các đội ngũ trợ lý tổng hợp và giải đáp các cô chú chị một cách kỹ càng hơn, cũng như là mang đến cho các cô chú chị những cái giải pháp ứng dụng phong thủy trong cuộc sống một cách tốt lành và mang lại nhiều cái điều may mắn cũng như là tài lộc. Đức Trung xin chân thành cảm ơn cũng như hẹn gặp lại các cô chú chị trong những video tiếp theo.